Mẹ chào anh em nha, lâu ngày quá không ra video cho anh em xem được. Hôm nay mới có thời gian ra video cho anh em xem đây nè bà. Phía dưới này có chính là con gì anh em ơi. Wow, con này nó hung ghê, lên lưới được luôn á. Mai nữa ra rồi. Còn không lo được đâu mà. Để nó dính cái cổ nó vào trong cái lớn mà thôi. Lạnh quá này mà, chỉ còn lại lạnh lắm. Tay của chim này mà. Một kết nha nè. Nha. Thôi, thật lạnh quá này mà. Chim mình nó vẫn cắn người luôn á. Hôm nay mà ở anh em có cầu đánh không anh em? Mấy hôm nay mình là tiết gió lắm anh em, gió nguyên đêm luôn anh em ơi. Ba bốn hôm nay gió nguyên đêm mình không đánh được gì anh em, toàn là mốm không anh em. Hôm một con, hôm có bữa hôm thì không có luôn anh em. Gió lắm anh em ơi, gió nguyên đêm lắm, gió rồi còn mưa nữa này, nước lớn lắm. Để sau này mình qua cho anh em xem nước lớn lắm. Trời cứ đỡ còn gió đây nè. Thôi, có gì xíu nữa mình qua cho anh em xem tiếp. Ok, chào anh em nha. Chào toàn thể anh em đến gym đêm nha. Mấy hôm nay mình không có ra video là gió quá anh em ơi. Mấy hôm nay ở đồng mình gió lắm. Gió mưa nè, mưa mấy hôm nay. Đây, mưa mấy hôm nay nước này nè, anh em xem nước này. Đây cái đường mình nè, em nó phải trơn nè, trời vẫn còn gió nha nè. Hôm nay gió nhưng mà gió nhẹ anh em ơi. Hôm nay gió nó nhẹ chứ nó không mạnh như mấy hôm. Đây nó lúc có trơn nè. Đây này, đường đi mà lúc này. Lúc như cũng lớn mà cái đợt trước cho nè, đợt trước nó lớn hơn. Đây nè. Gió lắm mà nè. Chim thì đợt này nó cũng hết rồi anh em ơi. Còn thì nó đi lai vài con quá rồi anh em. Chắc cũng có nhiều anh em nghỉ hết rồi như vậy ta. Đúng không ta? Em thì chỉ cần chơi mấy cái Tết thôi anh em ơi. Chờ nào mà nó Hết cũng chơi nữa mà nghỉ. Ít nhiều diễn chơi anh em. Giờ đại cho vui, quay video cho anh em xem vui. Hôm nay cái thời không khí lạnh về rồi, lạnh rồi đấy. Mấy hôm nay sâm mình không thấy luôn anh em. Ít lắm anh em ơi. Sâm sao nó đi đâu mà không thấy sâm luôn anh em. Sâm bình thường là mấy năm ngoái là mình đánh tới tháng 11 lần đó anh em. Tháng 11 vẫn còn sâm nha anh em. Hôm nay lại hết sâm một lần nữa. Gió sáng lắm rồi nè. Gió sáng nhưng mà đồng thì cũng đẹp đó nè. Nước cũng sóng rất là đẹp. Nhưng mà chim thì nó hết mất rồi nè. Buồn quá. Đây, chỗ đó kia nó đóng một con vạc. Con vợ, con diệt đó nè, con diệt á. Đóng ở chỗ kia tay mình. Gió quá rồi mà, gió nó đẩy cái lưới nghiêng qua đây nè. Làm cái lưới cái tông nó nghiêng cái gì kia đó nè. Nó không gửi được, mình vừa lại gần tới nó tung lên nó đây lùng rồi nè mày. Đây ngay vào góc nó này. Đi qua rồi. Rồi mất con gì? Mất hai chỉ bạc đây nè mày. Đây chỗ đó này, đây chỗ tay mình luôn này. Đấy, chỗ đó này. Đau lần chứ. Mặt trời lên rồi đó này.
Em thấy hững hững này không? Nhưng mà vẫn gió anh em ơi. May là nó gió không cấp sáng này nha, em cho nó gió cả đêm kiểu như người mình bốn luôn anh em. Mấy hôm nay gió sáng lắm anh em ơi, gió cả đêm luôn ấy. Gió mà không ngừng luôn anh em, lấy con gì nó bay được. Gió tệ gì nó phải im im cho nó chim nó bay được chứ anh em. Gió lại mưa nữa thôi. Mấy hôm trước mình đánh một hai hôm mà không có gì thôi, mình nghỉ mình về nhà luôn anh em. Về nhà để chích điện kiếm cá, kiếm ít đồng tiêu trên em. Bốn nay thì chim này nhưng mà nó vẫn không có anh em ạ. Gió quá à, đánh không được anh em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ bắt chim cho anh em xem rồi mình đi về nha anh em. Chim cho anh em xem rồi mình đi về rồi. Khá là trễ rồi đây anh em. Đây nha. Anh em vào đây. Lâu ngày quá anh em ơi. Mấy hôm mình đợi đi clip đây nè. Vừa rồi mình có ra một video một cặp chim Viking Ngư đó nè. Trước mình có gặp được cặp Viking Ngư cho nên mình quay lại cho anh em xem. Đây nè. Hôm nay cái đồng mình thấy nó về nhiều gà lau nước ra anh em ơi. Nhưng mà lâu lâu mới được con anh em. Quyết tháng này đánh thì nó không đi á nè. Nghĩ tháng này gờ lò nước này đánh nó không đi nha anh em. Mình nghĩ là như vậy. Gờ lò nước hình như đánh có đi không mà mình chưa đánh thử nè. Mình cũng có tiếng nhưng mà không đánh thử nó anh em. Thấy về thì lâu lâu nó cũng về hai ba con á nè. Về nửa đồng nó bay cùng cùng anh em. Con này cũng mập anh em ơi. Con này cũng thịt đấy anh em nhìn. Con này cũng to nhưng mà thịt nó hình như đánh đen đó mà. Đen nó không được con. Đây là mấy con này là ở mấy anh em miền Tây là anh em miền Tây biết liền nè. Còn ở mình thì mình không chơi con này. Mấy anh em miền Tây chơi con này rất nhiều. Bánh ít nha anh em. Bánh ít. À con này mình không mua nha anh em. Con này không mua. Mấy đợt được 25.000 mà hình như nó không mua nữa nè. Nó hôi quá sao. Họ không mua nữa nè. Đây bánh ít này. Con này đóng mình thở đi hồi anh em ơi. Nó hôi quá. Nó hơi lông quá nè. Con này thì cũng mập à, con này cũng mập nhưng mà nó hơi lông quá. Mình thỏa nó đi nè. Thỏa đi nhưng mà nó vẫn dính lại nè. Mình điên cái thing như thế đó nè bạn. Như hồi mình thỏa nó đi rồi nó... Đó nè bạn. Như hồi mình thỏa nó này đi nha nè. Nó vẫn bu nó dính lại nè. Điên quá mình rứt cánh nè. Rứt vài cái lông cánh cho nó bơi bơi dưới luôn. Mình thở nó rồi cho nó bơi được thôi này. Chứ nó bay lên là nó dính lại đây. Con này lì lắm. Đây là không. Còn có cái đặc biệt nữa anh em ơi. Đây, thích nó gì nhưng mà nó đặc biệt anh em ơi. Đây anh em thấy thích bạch tọ không? Đây, anh em nhìn kỹ cái mình đó này. Đấy, nó đủ màu màu trắng nữa nha anh em. Đột biến à. À, đồng biến gen nó thành màu trắng này nè. Đây, đấy anh em thấy không? Trích này chắc phải tầm giá vài chục chai đó anh em ơi. Đây anh em thấy đến đồng biến gen nè. Lông nó màu trắng trắng này. Đấy, mình lướt lên như thế xúc xúc. Đây, trích móc nha nè. Đây, trích màu trắng này. Đấy, chuyện nó. Đây, chuyện cái lông nó màu trắng đẹp không? Được rồi, mình về móc móc anh em ạ. Sáng nay anh em ơi. Tuy không nhiều cuối vụ là ri là thì cũng tạm ổn anh em ạ. Nói chung là cuối vụ thì cứ như thế này cũng tạm ổn chứ không nhiều anh em ơi. Nãy mà nó đóng cho công việc đó thì là ok đó nè. Nhưng mà công việc nó tạm quá anh em ơi. Chán đời quá. Đây này, chất bữa này cũng như thế này anh em. Bắt đầu nó
nó lây mầm rồi đó. Nó đỏ dần đỏ dần. Bây giờ mình đi về đi bắn chim nha nè. Hẹn anh em anh em ở những clip tiếp theo nha. Chào anh em. Nếu anh em có thấy clip mình hay thì nhấn cho mình một like, một subscribe, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. See you again. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.